với các tỉnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên sẽ có mưa, còn các khu vực khác trời tiếp tục nhiều mây, có sương mù vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sẽ dao động ở mức là từ 18 cho đến 21 độ. Sau đó thì vào trưa chiều trời sẽ hứng nắng ấm áp, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 22 cho đến 25 độ. Một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ có thể cao hơn vài độ. Sau đó thì từ khoảng đêm 28 ngày 29, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh kết hợp với quá trình hội tụ gió mực cao nên trời có mưa, nền nhiệt giảm mạnh. Trong những ngày Tết nhâm dần, trời sẽ khá rét buốt, đặc biệt là về đêm và sáng, kèm theo là những cơn mưa xuân đầu năm. Còn tại khu vực Trung Bộ, trong chiều đêm nay và ngày mai, thời tiết nói chung là ít biến đổi, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh Trời nhiều mây, có sương mù vào sáng sớm, mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ ban trưa sẽ dao động trong khoảng là từ 24 cho đến 27 độ. Còn từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến ở mức là từ 28 cho đến 31 độ. Lui xuống các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trong những ngày tới hầu như là biến đổi không nhiều. Với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên thì trời có nắng nhẹ với mức nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở ngưỡng là từ 28 cho đến 31 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, mưa rào có thể xảy ra cục bộ vào chiều tối. Trời có nắng vào ban ngày, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là từ 30 cho đến 33 độ. Còn đối với thời tiết trên biển, quý vị và các bạn lưu ý do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên tại khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra thì còn có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,5 mét biển động. Tại Quảng Ninh, đêm nay và ngày mai, trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây. Thời tiết các khu vực trong tỉnh có lúc có mưa nhỏ, song lượng không đáng kể, trời rét. Một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển và dự báo tới ngày 29 tháng 1 sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Quảng Ninh. Về nhiệt độ đêm nay và ngày mai, tại khu vực miền Đông, giao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Đêm và sáng trời rét. Còn tại khu vực miền Tây và cả thành phố Hạ Long, nhiệt độ về đêm khoảng 20 độ, còn vào ban ngày mức nhiệt có tăng nhưng cũng không vượt quá 24 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ lượng không đáng kể và sương mù, gió đông bắc cấp 3, sóng cấp 1 cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Tuy nhiên thì bà con cần chú ý đến hiện tượng sương mù xảy ra tại đây làm tầm nhìn xa từ 2 cho đến 4 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù.